Trở về từ liên hoan phim Busan với những thông tin khiến người hâm mộ điện ảnh Việt Nam tự hào, phim điện ảnh Bắc Kim Thang chính thức được kiểm duyệt và cấp phép phổ biến trên toàn quốc. Nội dung xoay quanh câu chuyện đả kích quan niệm trọng nam khinh nữ vốn đã tồn tại hàng thế kỷ trong văn hóa đời sống của người Việt nói riêng và Á Đông nói chung. Phim này được đạo diễn Trần Hữu Tấn gửi đến khán giả một cách mới mẻ, lấy tứ từ bản đồng dao Bắc Kim Thang, bộ phim đưa người xem đến miền Tây sông nước của những năm 90 thế kỷ trước. Với Bắc Kim Thang thì đây là một câu chuyện về gia đình. Hy vọng rằng người xem sẽ cảm thấy là một cái làn gió mới trong cái năm nay về điện ảnh. Vào đầu tháng 10, trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan, bộ phim đầu tay của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã được trình chiếu tại hạng mục cửa sổ châu Á và được đón nhận cùng với những phản hồi tích cực của khán giả lẫn báo giới Hàn Quốc. Bộ phim có tham gia ở liên hoan phim Busan, được tất cả khán giả bên đó rất là ủng hộ, rất ấn tượng về phim. Cũng mừng vì mọi người ủng hộ phim của em và mọi người đón nhận cái vai diễn này của em. Đối với một team trẻ như bên Quân thì họ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để mà bộ phim có thể ra mắt được khán giả đúng thời điểm. Tại Việt Nam, hơn 7.000 vé đã được đặt trước. Phim có suất chiếu đặc biệt sau 19 giờ ngày 24 tháng 10, sau đó chính thức phát hành ngày 25 tháng 10 trên toàn quốc, với nhãn giới hạn độ tuổi khán giả dưới 18.